À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bộ sách Trên Trời Sáng Tạo. Hôm nay cô và các bạn tiếp tục đi vào chủ đề chữa bài tập. Hôm nay cô cùng các bạn đến với bài số 70, Em làm được những gì. Trong bài số 70 này, chúng ta sẽ ôn tập lại phép tính cộng phân số và phép tính trừ phân số chúng ta đã được học trước đó. Vậy những dạng bài toán mà hôm nay chúng ta được học đó là những bài toán nào? Thì cô và các bạn cùng nhau đến với bài 70 ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ tới bài tập số 1, yêu cầu tính. Trong bài tập số 1 thì chúng ta sẽ phải giải quyết 3 phần. Với phần A, phép tính cộng 1/6 cộng 3/2 cộng 1/2. Phần B, 3/8 cộng 1/2 cộng 1/8. Phần C, 2/5 cộng 6/10 và cộng 3/5. Như vậy, để thực hiện được bài tập số 1 thì các bạn cần phải nhớ cho cô quy tắc thực hiện phép cộng phân số đúng không nào? Chúng ta đã được học về phép cộng phân số cùng mẫu số và phép cộng phân số khác mẫu số. Để thực hiện và để nhớ lại những quy tắc đó, chúng ta đến vào phần A. 1/6 cộng 3/2 cộng 1/2. Các bạn thấy rằng trong phép tính này có mấy phân số? À đúng rồi, trong phép tính này có 3 phân số đúng không nào? Một là 1/6, phân số thứ hai là 3/2 và phân số thứ ba là 1/2 đúng không nào? Bây giờ các bạn tiếp tục quan sát cho cô vào mẫu số của 3 phân số đó. Chúng ta nhận xét như thế nào? À đúng rồi, chúng ta có 3 phân số này khác nhau về mẫu số đúng không nào? Vừa có mẫu số là 6 này, nhưng vừa có mẫu số là 2. Vì vậy, trong phép tính này là phép tính cộng phân số khác mẫu số. Vậy thì các bạn nhớ lại cho cô nào. Khi mà khác mẫu số thì chúng ta cần làm một bước gì để trở về cùng mẫu số nhỉ? À đúng rồi, chúng ta cần phải quy đồng mẫu số các phân số để cho nó trở về mẫu số chung. Vậy trong mẫu số là 6 và mẫu số là 2 thì chúng ta cần chọn mẫu số nào? Đúng rồi, chúng ta cần chọn 6 là mẫu số chung đúng không nào? Do vậy với phân số 3/2 và phân số 1/2 thì chúng ta cần phải nhân cả tử và mẫu với số 3. Và lúc đó phép tính 1/6 cộng 3/2 cộng 1/2 sẽ trở thành 1/6 cộng 9/6 cộng 3/6. Lúc này nó trở về là cộng các phân số của cùng mẫu số. Khi cộng các phân số của cùng mẫu số thì chúng ta giữ nguyên mẫu số, còn lấy tử số của các phân số cộng lại với nhau. Chúng ta giữ nguyên 6, lấy tử số là 1 cộng với tử số 9 và cộng với tử số 3. Từ đó chúng ta có được phân số là 13/6. Và nhớ cho cô một điều, khi ra được giá trị của biểu thức, các bạn phải nhớ rằng cái phân số đó đã là phân số tối giản hay chưa. Nếu chưa là phân số tối giản thì chúng ta cần phải rút gọn phân số sao cho nó trở thành phân số tối giản. Vậy 13/6 này đã là phân số tối giản chưa? À, chúng ta nhận thấy rằng 13/6 chính là một phân số tối giản rồi đúng không nhỉ? Bởi vì 13 và 6 đều không cùng chia hết cho một số nào cả. Do vậy, kết quả của phép tính 1/6 cộng 3/2 cộng 1/2 bằng 13/6. Tiếp tục chúng ta sang tới phần B. 3/8 cộng 1/2 cộng 1/8. Chúng ta thấy rằng cũng xuất hiện hai mẫu số là 8 và 2. Vì vậy, chúng ta cần phải thực hiện chọn mẫu số chung đúng không nào? Từ mẫu số chung thì chúng ta xác định được là với phân số nào chúng ta giữ nguyên và với phân số nào chúng ta cần phải quy đồng mẫu số lên. Và trong 3 phân số này, chúng ta thấy 3/8 và 1/8 chúng ta sẽ giữ nguyên. Còn với phân số 1/2 thì chúng ta sẽ thực hiện
nhân cả từ số và mẫu số cho 4, đúng không nào? Và từ đây, 3 phần 8 cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 8 sẽ trở thành phép tính 3 phần 8 cộng 4 phần 8 và cộng với 1 phần 8. Và lúc này, nó đã có chung mẫu số là 8, nên chúng ta giữ nguyên mẫu số, còn cộng các tử số cho nhau. 3 cộng 4 cộng 1 và kết quả bằng 8 phần 8. Nhận thấy 8 phần 8 chưa là phân số tối giản, vì vậy chúng ta cần phải thực hiện rút gọn phân số và chúng ta rút gọn được bằng 1. Do đó, kết quả của phép tính 3 phần 8 cộng 1 phần 2 cộng 1 phần 8 bằng 1. Tiếp tục chúng ta đến với phần C nào. 2 phần 5 cộng 6 phần 10 cộng 3 phần 5. Thì chúng ta thấy có mẫu số là 5 này, có mẫu số là 10 này và cũng có mẫu số là 5. Vậy theo các bạn chúng ta cần chọn mẫu số chung là bao nhiêu? À, với cách 1 thì chúng ta có thể chọn mẫu số chung là 10. Thì khi đó chúng ta sẽ lấy 2 phần 5 và 3 phần 5 nhân cả tử và mẫu số của các phân số đó cho 2, đúng không nào? Để trở về mẫu số là 10. Nhưng các bạn lại quan sát cho cô vào phân số 6 phần 10, nó có điều gì đặc biệt? À đúng rồi, với phân số 6 phần 10 chưa là phân số tối giản và nó cả tử số và mẫu số có thể chia được cho 2. Vì vậy, chúng ta sẽ đem cả tử số và mẫu số của phân số 6 phần 10 chia cho 2 và nó sẽ ra mẫu số là 5. Do đó, ở phần C, chúng ta thấy chúng ta có thể thực hiện bằng hai cách. Với cách 1 là chúng ta thực hiện rút gọn phân số 6 phần 10 để ra mẫu số là 5. Còn cách 2 chúng ta sẽ thực hiện quy đồng mẫu số các phân số. Chúng ta quy đồng 2 phần 5 và 3 phần 5 lên sao cho có mẫu số chung là 10, đúng không nào? Vậy thì ở bài này cô sẽ thực hiện cách quy đồng phân số. Với cách quy đồng phân số này, từ 2 phần 5 cộng 6 phần 10 cộng 3 phần 5 sẽ trở thành phép tính 4 phần 10 cộng 6 phần 10 và cộng với 6 phần 10. Và lúc này chúng ta sẽ giữ nguyên mẫu số là 10 cộng phần tử số cho nhau. 4 cộng 6 cộng 6 và kết quả bằng 16 phần 10. Vậy theo các bạn 16 phần 10 đã là phân số tối giản hay chưa nhỉ? À chưa đúng không? Bởi vì 16 chia được cho 2 và 10 cũng chia được cho 2. Vì vậy chúng ta sẽ chia cả tử số và mẫu số của phân số 16 phần 10 cho 2 và kết quả của chúng ta thu được bằng 8 phần 5. Do đó 2 phần 5 cộng 6 phần 10 cộng 3 phần 5 bằng 8 phần 5. Ngoài ra, ở phần B, ở bài 1, cô sẽ thực hiện cho các bạn một cách khác là cô sẽ nhóm 3 phần 8 với 1 phần 8 là một số, còn đặt 1 phần 2 ra bên ngoài. Từ đó, 3 phần 8 cộng 1 phần 8 là hai phân số có chung mẫu số, do đó chúng ta cộng như bình thường bằng 4 phần 8 và cộng với số 1 phần 2 bên ngoài. 4 phần 8 cộng 1 phần 2, các bạn nhận xét cho cô với phân số 4 phần 8. Với phân số 4 phần 8 này chúng ta có thể rút gọn được không? Có, đúng không nào? Chúng ta chia cả tử số và mẫu số cho 4. Vì vậy, 4 phần 8 cộng 1 phần 2 sẽ trở thành phân số 1 phần 2 cộng 1 phần 2. Và kết quả ra bằng 2 phần 2. 2 phần 2 thì chúng ta thấy tử số bằng mẫu số, nên kết quả của nó bằng 1 luôn, đúng không nào? Rồi, tiếp tục với phần C, chúng ta sẽ thực hiện theo cách rút gọn phân số 6 phần 10. Thì khi đó, 2 phần 5 cộng 6 phần 10 cộng 3 phần 5 sẽ trở thành 2 phần 5 cộng 3 phần 5 cộng 3 phần 5. Lúc này nó có chung mẫu số là 5, nên chúng ta đặt mẫu số chung ở dưới và cộng phần tử số 2 cộng 3 cộng 3 và kết quả bằng 8 phần 5. Các bạn thấy nó có giống với cách đầu tiên chúng ta làm không? Có, đúng không nào? Do đó chúng ta thấy rằng
Trong một phép tính, chúng ta có thể thực hiện nhiều cách, nhất là với bài phân số. Với bài phân số, chúng ta thấy từ một phân số gốc, chúng ta có thể tìm được rất nhiều phân số bằng phân số gốc đó bằng cách là nhân cả tự và mẫu số cho một số bất kỳ, hay là chúng ta sẽ rút gọn phân số. Đó, và chúng ta cần phải nhanh nhẹn thực hiện phép tính, áp dụng những tính chất của phép tính cộng phân số mà chúng ta đã được học. Đó là những tính chất nào? À, đúng rồi, đó là tính chất giao hoán này, tính chất kết hợp này, hay là tính chất cộng với không bằng chính nó, đúng không nào? Rồi, như vậy chúng ta cần phải nhớ, cần phải bổ sung kiến thức để từ đó chúng ta sẽ thực hiện nhanh nhạy được các bài toán tính toán. Ngoài bài tập số 1 thì chúng ta sẽ tới bài tập số 2. Trong bài tập số 2 là bài toán giải có lời văn. Có hai túi đậu xanh, túi thứ nhất cân nặng 3/4 kg, túi thứ hai nặng hơn túi thứ nhất 1/2 kg. Hỏi cả hai túi cân nặng bao nhiêu kg? Sau khi đọc xong đề bài của bài toán thứ hai, chúng ta thấy đề bài yêu cầu chúng ta làm gì? À, đề bài yêu cầu chúng ta là tính số cân nặng của hai túi đậu xanh, đúng không nào? Vậy thì dựa vào đâu để chúng ta thực hiện được cái yêu cầu của đề bài? À, chúng ta dựa vào là túi thứ nhất nặng 3/4 kg, còn túi thứ hai lại nặng hơn túi thứ nhất 1/2 kg, đúng không nào? Do đó, bây giờ chúng ta cần phải lấy túi thứ nhất cộng với túi thứ hai. Nhưng chúng ta đã biết túi thứ hai nặng bao nhiêu chưa? Chưa, đúng không nào? Chúng ta mới chỉ biết rằng túi thứ hai nặng hơn túi thứ nhất. Do vậy, chúng ta cần phải đi tìm túi thứ hai bằng bao nhiêu. Từ đó chúng ta mới thực hiện được cả hai túi có số cân nặng là bao nhiêu. Vậy thì từ đây chúng ta tóm tắt được túi thứ nhất 3/4 kg, túi thứ hai nặng hơn 1/2 kg so với túi thứ nhất và yêu cầu tính cả hai túi. Dựa vào phần tóm tắt này, chúng ta sẽ đi tìm số cân nặng của túi thứ hai bằng cân nặng của túi thứ nhất cộng với số phần hơn là 1/2. Sau đó chúng ta sẽ tính tổng cả hai túi bằng cách lấy túi thứ nhất cộng với túi thứ hai. Và chúng ta sẽ thực hiện bài toán này như sau. Túi đậu xanh thứ hai nặng số kg là, chúng ta lấy 3/4 cộng 1/2. Hai phân số này là hai phân số không cùng mẫu số, vì vậy chúng ta cần phải thực hiện quy đồng mẫu số các phân số để trở về chung mẫu số là 4, đúng không nào? Và sau khi thực hiện bước quy đồng tính toán thì chúng ta ra được phân số là 5/4 kg. Do đó, túi thứ hai nặng 5/4 kg, túi thứ nhất nặng 3/4 kg, thì cả hai túi đậu xanh có số kg là, chúng ta lấy 3/4 cộng với 5/4 và kết quả bằng 8/4, đúng không nào? 8/4 thì chúng ta sẽ rút gọn được bằng 2. Do vậy, hai túi đậu xanh này có cân nặng là 2 kg và chúng ta đáp số được 2 kg đậu xanh. Do đó, ở bài số 70 em làm được những gì? Chúng ta đã củng cố lại cho cô phần phép tính cộng các phân số. Và thông qua phép tính cộng đó, chúng ta thực hiện giải bài toán có lời văn. Trong phần giải bài toán có lời văn, chúng ta cần phải xác định được bài toán cho chúng ta biết gì và bài toán yêu cầu chúng ta làm gì, và dựa vào những kiến thức chúng ta học để thực hiện những phép tính toán trong bài toán đó. Vậy, phần chữa bài tập bài 70 em làm được những gì của cô đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở bài giảng lần sau. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Sách.